Xin chào các bạn. Mời các bạn xem bản tin thị trường của kênh Netmedia CCTV. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 11 tháng 4 năm 2020. Nội dung chính được đề cập trong bản tin gồm thông tin thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ. Sau đó là giá heo hơi của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 4, khảo sát tại một số hệ thống kinh doanh cho thấy sự sụt giảm trong khoảng từ 100 đến 200 nghìn đồng một lượng. Trong khi trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao. Tỷ giá đồng đô la thì vẫn giữ như ngày hôm qua. Sau đây mời các bạn xem thông tin chi tiết. Sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội là 47.400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 47.500.000 đồng một lượng chiều mua vào và 48.300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Tại Đà Nẵng niêm yết 46.900.000 đồng một lượng chiều mua vào và 47.900.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, không có sự thay đổi giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng tại Hà Nội 47.400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.270.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, cùng giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 47.400.000 đồng một lượng chiều mua vào và 48.250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, cùng giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết 47.400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.270.000 đồng một lượng chiều bán ra, cùng giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Công ty vàng bạc BNG thì niêm yết giá vàng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng giống nhau. Mua vào là 47.000.000 đồng một lượng, bán ra là 48.200.000 đồng một lượng. Không có sự thay đổi ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội 45.100.000 đồng một lượng chiều mua vào và 46.100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng IGC niêm yết tại Hà Nội 46.950.000 đồng một lượng chiều mua vào và 47.850.000 đồng một lượng chiều bán ra. Về tình hình giá vàng thế giới, theo ghi nhận từ Kitco, sáng nay lúc 7 giờ giá vàng thế giới tăng. Giá vàng giao ngay đạt 1.658,6 đô la trên một ounce. Vàng giao tháng 4 tăng 4,07% lên 1.752,8 đô la trên một ounce. Như vậy, chúng ta thấy giá vàng tăng liên tục khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tung ra gói hỗ trợ khổng lồ cho các doanh nghiệp và người thất nghiệp nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Về tỷ giá đồng USD so với đồng đô la thì được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày 11 tháng 4 năm 2020. 1 USD bằng 23.221 Việt Nam đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc chuyển hướng giảm, mức giảm trong khoảng 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg sau khi 2 ngày liên tiếp tăng giá. Cụ thể tại Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng giảm 3.000 đồng từ mức đỉnh 82.000 đồng xuống còn 79.000 đồng 1 kg. Mặc dù giảm nhưng đây cũng là mức giá cao nhất của khu vực ngày hôm nay. Cùng mức giá tốt nhất này là tại Hà Nội và Bắc Giang. Tiếp theo là Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ tiếp tục báo giá 78.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại gồm Nam Định, Hà Nam vẫn có giá thấp nhất là 76.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay giao dịch trong khoảng từ 76.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg. Và tiếp tục là khu vực giữ giá cao nhất cả nước. Còn tại thị trường miền Trung, giá heo hơi của miền Trung và Tây Nguyên tạm dừng đà tăng sau khi vừa xuất hiện đà tăng trở lại tại nhiều địa phương ngày hôm qua. Trong đó, Hà Tĩnh vẫn giữ mức đỉnh 79.000 đồng 1 kg là giá cao nhất của khu vực.
Tiếp theo là ở Thanh Hóa và Nghệ An giữ giá 78.000 đồng 1 kg. Các địa phương gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, giá heo hơi trong tuần ổn định ở mốc 75.000 đồng 1 kg. Còn tại Bình Định, giá heo hơi hôm nay đạt 73.000 đồng 1 kg. Tại Bình Thuận thì đạt 76.000 đồng 1 kg. Khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, giá heo hơi hôm nay đạt mức thấp, chỉ từ 77.000 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk, giá heo đạt 73.000 đồng 1 kg. Như vậy, mức giá heo hơi trung bình tại miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục giao dịch trong khoảng 70.000 đồng đến 79.000 đồng 1 kg. Còn tại miền Nam thì sao? Giá heo hơi tại miền Nam ngày thứ 3 điều chỉnh trái chiều, trong đó Trà Vinh báo tăng 4.000 đồng lên 79.000 đồng 1 kg và An Giang tăng nhẹ 1.000 đồng lên 74.000 đồng 1 kg. Ngược lại thì ở Long An giảm 3 giá, từ mức 80.000 đồng xuống còn 77.000 đồng 1 kg, và Bến Tre cũng từ đỉnh mức 82.000 đồng giảm xuống còn 80.000 đồng 1 kg. Cần Thơ và Hậu Giang cùng giữ mức giá 80.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại giữ vững đứng yên mức giá trong khoảng từ 72.000 đồng đến 75.000 đồng 1 kg, như là ở Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng. Riêng ở hai tỉnh Vũng Tàu và ở Cà Mau là hai địa phương thấp nhất vùng cùng mức giá 70.000 đồng 1 kg. Như vậy, nhìn chung giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam dao động quanh mức từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã xem thông tin trên kênh Netmedia CCTV. Xin mời các bạn đăng ký kênh để nhận thông tin giá cả, thông tin hữu ích về kiến thức hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở thông tin vào ngày mai. Xin chào, tạm biệt.